Công Phượng. Rất hay. Ba con mười của Công Phượng. Công Phượng vào rồi, một kép. Pha xử lý của một ngôi sao. Có khá nhiều những đồng đội di chuyển ở hai bên cánh nhưng Công Phượng đã không chuyển và quyết định đột phá. Áp lực và cơn khát bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Công Phượng. Liên tục là những tình huống xử lý vặn sườn đối phương rất khôn ngoan. Hai cầu thủ đã bị Công Phượng vượt qua trước khi thực hiện cú dứt điểm mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đó là